Kính chào quý vị, sau đây là những tin nóng mà chúng tôi vừa mới cập nhật trong vài giờ qua. Quý vị cũng đừng quên like và chia sẻ video để nhiều khán giả cùng theo dõi quý vị nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị cùng theo dõi. Theo một nguồn tin đáng tin cậy tiết lộ rằng Bắc Kinh đang điều động hàng nghìn xe quân sự bọc thép lên con đập Tam Hiệp để quyết định phá vỡ con đập này trước khi nó sẽ tự vỡ. Theo thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật được, đỉnh lũ số 1 đã xuất hiện trên đập Tam Hiệp vào ngày hôm kia, khiến cho mực nước tại con đập này đã vượt quá mức cảnh báo cao. Nước mưa lớn liên tục trút xuống trong những ngày vừa qua đã làm cho con sông Dương Tử báo động đỏ mức độ cao nhất. Con đập Tam Hiệp được cho là đã hết sức chịu đựng nổi và nếu không tự phá bỏ thì nó sẽ gây thảm họa cực kỳ tàn khốc cho người dân Trung Quốc. Các khối bê tông của con đập Tam Hiệp được cho là đang bị nứt nghiêm trọng và bị rò rỉ nước. Nếu tình trạng của mưa lớn còn tiếp tục kéo dài trong một vài ngày tới thì lượng nước trong hồ sẽ khiến con đập nổ tung như một quả bom, khiến cho hàng triệu hàng tiếng người dân Trung Quốc bị chìm trong biển nước. Và theo như dự báo, có ít nhất 800 triệu người dân ở 28 tỉnh thành phía Nam Trung Quốc sẽ bị chìm trong biển nước như ngày tận thế. Các thành phố, các cao ốc, xí nghiệp, nhà máy sản xuất dân dụng và rất nhiều những thứ khác sẽ bị cuốn trôi ra ngoài biển Đông. Chỉ trong gần một giờ, người dân của Trung Quốc sẽ ngập chìm trong biển nước. Và đây là một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Đó là lý do vì sao ngày hôm qua, ông Lý Khắc Cường đã quyết định điều động hàng nghìn xe bọc thép và 50 tiểu đoàn lên gần con đập Tam Hiệp để tiến hành tự phá con đập này, tránh hậu quả thảm khốc xảy ra trong một vài ngày tới. Hàng triệu người dân xung quanh con đập Tam Hiệp đã được di tản khẩn cấp ngay trong đêm lên các đỉnh núi cao. Hàng triệu người khác đã lên khu vực Vạn Lý Trường Thành để lánh nạn. Theo Ủy ban Chính trị Trung Quốc cho biết, vào tối ngày hôm qua, dự báo bão số 2 có tên quốc tế là Muno bất ngờ đổ bộ phía nam của Trung Quốc với vận tốc kinh hoàng và hiện đã để tiến lên đảo Hải Nam. Đây là vị trí chiến lược quân sự quan trọng của Trung Quốc trên vùng Biển Đông. Đúng như các nhà quan sát khí tượng nhận định, siêu bão lần này diễn biến khá phức tạp và không theo quy luật nào. Trước đó, cơ quan khí tượng Trung Quốc còn dự báo bão sẽ suy yếu trước khi đổ bộ vào nước này. Nhưng giờ đây, tất cả mọi dự đoán đều ngược lại, khiến nhiều cư dân mạng quốc tế phải thốt lên là siêu bão số 2 Monu ngông cuồng như giới chức chính quyền ông Tập Cận Bình. Hơn 50 triệu người dân Trung Quốc thất bại khi muốn tìm cách tràn qua biên giới của phía Bắc Việt Nam. Thủ tướng Trung Quốc vẽ mặt khi nghe bài phát biểu đanh thép của Thủ tướng Chính phủ đương thời Việt Nam. Vừa qua, đại sứ Trung Quốc đã gửi cho văn phòng Thủ tướng Việt Nam một công hàm khẩn. Nội dung công hàm nêu rõ, Việt Nam bắt buộc phải nhận 23 trên 50 triệu dân Trung Quốc đang trực chờ ở biên giới. Nếu Việt Nam kiên quyết không nhận số dân kể trên, Trung Quốc sẽ có biện pháp mạnh đáp trả. Trung Quốc còn đưa thêm dẫn chứng Campuchia là một nước nhỏ, ấy vậy mà cũng đã tiếp nhận hơn 16 triệu dân Trung Quốc. Vậy Việt Nam là nước lớn gấp 4 lần Campuchia mà lại dám từ chối lời đề nghị của Trung Quốc. Ngay sau khi bức công hàm gửi đến Thủ tướng Việt Nam, Thủ tướng của chúng ta đã không thể kiềm chế được sự giận dữ, đập bàn yêu cầu họp gấp với báo chí, quyết không để Trung Quốc nói sằng bậy như đám bố láo lệnh cho Việt Nam. Việt Nam từ ngày xưa đến nay chưa biết sợ, cũng như chưa làm nô lệ của quốc gia nào trên thế giới, ngay cả Mỹ cũng phải nể phục Việt Nam. Ấy vậy mà Trung Quốc còn lớn giọng đến như vậy, thật không ra thể thống nào. Thủ tướng Việt Nam tuyên bố bất cứ công dân Trung Quốc nào cũng phải hiểu rõ luật pháp Việt Nam để tránh hậu quả đáng tiếc. Cấm dân Trung Quốc vượt biên bằng mọi hình thức nếu chưa được sự cho phép của cơ quan thẩm quyền của Việt Nam. Nặng hơn thế, nếu có thể biểu hiện chống đối không chấp nhận nghiêm luật lệ của Việt Nam mà cố tình đi vào Việt Nam ngay lập tức sẽ bị bắn bỏ và yêu cầu công dân Trung Quốc hãy thực sự tôn trọng luật pháp Việt Nam. Mưa bão, lũ lụt, thiên tai của Trung Quốc đã gây thảm họa liên tục. Giám dẫn đầu của Trung Quốc, hôm qua thông tấn xã của nước này cho biết một trận mưa lũ mịt mù tiếp tục càn quét thủ đô Bắc Kinh, khiến ngôi nhà của em trai ông Tập bị ngập đến nóc, còn tại resort 5 sao của em gái ông Tập cách thủ đô Bắc Kinh khoảng 60 km theo hướng về phía nam Trung Quốc cũng đã bị mưa đá rơi xuống làm cho tan hoang. Mọi người cho rằng Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục nổi dậy trừng phạt chính quyền ông Tập vì hôm qua ông ta vẫn cho máy bay tàu chiến áp sát quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam ở ngoài khơi Biển Đông, bất chấp những cảnh báo của thế giới. Đó chính là nguyên nhân vì sao mẹ thiên nhiên trời đất lại tiếp tục cho mưa lũ kéo tới và đánh sập ngôi nhà của anh trai ông Tập cũng như là khu resort của em gái ông ta. Theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV hôm qua đưa tin về dự báo thời tiết cho rằng trận lũ số 1 chưa qua thì ngày hôm qua Trung Quốc lại tiếp tục hứng chịu trận lũ số 2 khi mà lưu vực nước này chảy vào đập Tam Hiệp tăng nhanh chóng, đạt 53.000 mét khối trên giây. Dự kiến lưu lượng nước chảy vào con đập Tam Hiệp có thể đạt tới mức độ cao nhất là 59.000 mét khối trên giây. Các thành phố như Vũ Hán, Tứ Xuyên, An Huy, Chiết Giang, Thượng Hải và những khu vực phía nam Trung Quốc vẫn tiếp tục bị chìm trong biển nước. Hiện những nơi này đang được nâng mức cảnh báo lên mức cảnh báo đỏ. Đây là mức cảnh báo cao nhất của mưa lũ. Theo đài truyền hình nhà nước Trung Quốc cho biết, tình hình đến ngày hôm qua, Trung Quốc đã hứng chịu ngày thứ 7 mưa liên tiếp khi những cơn mưa to, gió lớn đã khiến mực nước ở nhiều con sông của Trung Quốc tăng cao, làm cho 3.850 căn nhà cao tầng bị ngập lụt, 253 người thiệt mạng và mất tích, cầu cống, đường xá, bệnh viện, trường học bị cô lập. Trong khi đó, mực nước ở Hồ Bà Dương, tỉnh Giang Tây, hồ nước ngọt
lớn nhất Trung Quốc đối với con sông Trường Giang cũng cao hơn mức cảnh báo 2,5m. Một số đoạn đê quanh Hồ Bà Dương cũng đã bị vỡ do nước lũ ồ ạt chảy qua, nhấn chìm toàn bộ nhà cửa xung quanh. Hồ Thái Hà, thành phố Thượng Hải cũng đứng mức cao nhất báo động đỏ sau khi nước dâng cao hơn 1m so với mức an toàn. Đứng trước bối cảnh đó, các chuyên gia cho rằng năm nay là một năm đại họa của Trung Quốc, và các nhà tiên tri dự đoán rằng từ nay cho đến cuối năm, Trung Quốc sẽ hứng chịu rất nhiều tai họa mà thiên nhiên mang đến. Trung Quốc đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đối với chuỗi cung ứng toàn cầu. Trung Quốc được cho là nguyên nhân gây ra thảm họa cho thế giới, gây ra sự xáo trộn không hề nhẹ cho nhân loại này. Tính đến nay, đã có ít nhất 2,6 triệu người dân của Trung Quốc phải rời bỏ nhà cửa, gần 3 triệu người phải sơ tán các nơi khác để trú ẩn. Theo các chuyên gia, sau trận mưa lũ lịch sử này, nhiều khu vực nổi tiếng Trung Quốc sẽ không thể quay trở lại trạng thái ban đầu bởi vì ảnh hưởng của thiên tai dịch bệnh là vô cùng nặng nề. Theo một tờ báo của Lào cho biết, hiện nước Lào cũng đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ từ phía Trung Quốc tràn sang. Đợt mưa lũ đầu mùa năm nay ở các tỉnh phía Nam Trung Quốc đã cướp đi nhiều sinh mạng, con số lên tới 63 người. Hôm qua, theo thống kê mới nhất của một trang tin cho biết, đã có 63 người thiệt mạng do mưa lũ và động đất, thiệt hại kinh tế lên đến hàng tỷ đô la Mỹ. Theo báo cáo rất ngắn gọn của Bộ Quản lý Tình huống Khẩn cấp Trung Quốc cung cấp, các trận mưa lớn và kéo dài ở vùng đông nam nước này đã gây ra lũ lụt đặc biệt nghiêm trọng. Hàng ngàn con đường và con sông bị ngập lụt, hàng ngàn ngôi nhà bị nhấn chìm từ 2 đến 3 tầng. Một lượng nước khổng lồ đã gây ra lũ quét sạt lở, hủy hoại nhiều làng mạc, cuốn trôi nhiều nhà cửa đường xá. Đã có ít nhất 63 người thiệt mạng và mất tích. Tổng cộng đã có 8,3 triệu người dân Trung Quốc có ở 13 tỉnh, thành phố lưu vực sông Dương Tử đã bị ảnh hưởng trong cuộc sống và gần 1 triệu người dân Trung Quốc bị cô lập. Dự báo trong những ngày tiếp theo, Trung Quốc sẽ còn hứng chịu những đợt lũ quét do mưa xối xả xảy ra. Dự báo ngắn gọn vào sáng ngày hôm nay của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung Quốc cho biết, mưa lớn kèm theo sấm sét, lũ quét, sạt lở và mưa đá tiếp tục xảy ra trong vài ngày tới. Lượng mưa đo được tại các tỉnh Hồ Nam, Phúc Kiến từ 2 hôm trước dao động phổ biến từ 150mm, có nơi lên đến 270mm. Nhiều hệ thống sông ngòi đang bị phá tải quá mức, báo động đỏ, một số khách sạn và nhà hàng ven sông ở Trung Quốc bị cuốn trôi. Thống kê chưa đầy đủ của trang tin địa phương cho biết đã ảnh hưởng tới hàng triệu người dân Trung Hoa đại lục. Trong khi đó, kết quả thống kê của một nhà môi giới bảo hiểm Trung Quốc tế cho biết thiệt hại của lũ lụt gây ra ở Trung Quốc trong những ngày vừa qua có thể lên tới 1.000 tỷ đô la Mỹ. Đây chính là thiệt hại nặng nề nhất mà chính phủ Trung Quốc phải gánh chịu. Theo các nhà quan sát cho biết, đợt mưa lũ đầu năm nay của Trung Quốc dự báo sẽ còn tiếp tục và nghiêm trọng. Trong những ngày tới, rất có thể sẽ tạo ra một kỷ lục mới trong những trận lũ lụt đã gây thiệt hại lớn nhất trong lịch sử của thế giới, theo kết quả nghiên cứu dữ liệu thảm họa thế giới cho biết. Kính thưa quý vị khán thính giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì MC xin thay mặt cho ekip làm chương trình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.